Nhất kỳ chiếu nổi nay 20 bạn tăng tải chủ đề là cấp tăng tăng để tăng để ông quả tăng bì của tôi đi về nhà của mình tăng bì là xin bền ô tai hốc chúng ta có thể hốc 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 của tai hốc hôm nay tôi chỉ là mượn mượn quá nhưng mà như xong rồi tôi đã đi lướt sóng tôi thích lướt sóng ở biển bạn bè tôi thích đi bộ nhưng mà hôm nay mai tôi chỉ là mua chiều qua sau chúng ta sẽ ăn sáng chúng ta có thể xem phim xem phim bằng chất truyền mùa hè là mùa quả mùa giải mùa mùa giải là ở Hàn Quốc là ăn giải AI có thể giúp tôi học tiếng Việt cho 20 cao bằng Zurich그 정도로 해서 내 나름대로는 의미가 있다고 생각하면서 말을 했지만 결과론적으로는 그렇지 않다. 근데 그렇더라도 얘가 또한 가지는 뭐냐면 나름 문장을 또 만들어주네. 내가 말한 게 잘못 찍혔잖아. 그러면 그래도 그냥 그걸 이용해서 문장을 만들어줘. 그럼 내가 이걸 잘 뜻을 모르지 단어를. 그럼 얘를 이렇게 한국어하고 영어로 이제 고쳐서 한번 읽어보고 다시 단어 공부하고 마무리하는 거지. 엉뚱한 얘기를 하는 거야, 지금. 내가 한 얘기는 한10% 정도밖에 없어, 여기에. 그러니까 내가 얼만큼 발음이 나쁘다는 거야, 문장도 그렇고. 그러니까 그 훈련을 해야 될 필요성을 갖다가 이제 알게 되는 거지. 만약에 70% 정도만 돼도 의사소통이 가능한데, 그걸 위해서 연습하는 거지. 70%를 위해서.
이거 재밌다. 그 하지만 구운 새우처럼 나는 서핑을 했다. 서핑 이야기를 내가 하긴 했거든. Nhất trí trong nói lại hai mục. Phan đàn tay chứ đề là các bộ tăng tâm để tâm trí hôm qua tâm trí của tôi đi về ô nhà của người ta thì là xin bên ô hô tài chúng ta có thể hút thuốc và tài hữu. Hôm nay tôi chắc là muốn muốn quả nhưng mà muốn tùng lộ muốn tôi đã đi lúc xong tùng lộ nhưng mà muốn tùng lộ muốn tôi đã đi lúc xong tôi thích lật đồ văn về tôi thích cài đồ bay bổ nhưng mà hôm nay mai chỉ qua đầu xuân cả sẽ ăn sáng chúng ta có thể xem phim mùa hè là mùa qua mùa trái mùa mùa trái là ở Hàn Quốc của anh trai ấy thì chúng tôi có thể dùng tôi học tiền đến trường 20 cao 20 cao ở văn lịch Hãy subscribe